Nam thần TVB một thời lưng lấy, nhiều lần nổi máu dê sàm sỡ phụ nữ, vợ vẫn rộng lòng thứ tha. Đẹp trai diễn hay nhưng Mã Đức chung lại vướng phải nhiều tài tiếng khi liên tục sàm sỡ phụ nữ. Mã Đức Trung khởi nghiệp là nhân viên cảnh sát ở Hồng Kông, anh còn làm thêm nghề người mẫu để kiếm sống. Năm 1993, anh có cơ duyên được đài TVB mời đóng phim. Để rồi từ đó, họ Mã đã quyết định rời ngành cảnh sát và trở thành diễn viên. Quyết định này của anh vấp phải phản đối từ gia đình, tuy nhiên Mã Đức Trung vẫn kiên trì với con đường mà mình chọn. Anh khởi đầu từ những vai phủ vô danh rồi lên dần những vai phủ có thoải. Một số vài diễn khiến khán giả dần nhớ đến Mã Đức Trung là nhị lang thần trong Tây Du Ký, lão quân trong series lực lượng phản ứng. Năm 2000, nam tài tử gây chú ý với vài phản diện Diệp Vinh Trung trong bom tấn thử thách nghiệt ngã. Từ đó, TVB đã bắt đầu lăng xê anh trở thành tiểu sinh của nhà đài. Thập niên 2000 là thời kỳ huy hoàng của Mã Đức Trung khi anh liên tiếp được TVB giao cho các vài chính cũng như phim được phản hồi tốt từ khán giả. Một số phim tiêu biểu của anh như Lương Duyên Tiên Đỉnh, Phùng Hoàng Lâu, Vòng Xoay Cuộc Đời. Đặc biệt với Phùng Hoàng Lâu, anh được khen ngợi về diễn xuất khi thể hiện bốn vai diễn với tính cách khác nhau. Thời kỳ từ 2010 trở đi, Mã Đức Trung ít đóng phim hơn và chủ yếu tập trung lo cho gia đình cũng như kinh doanh bên ngoài. Năm 2018, anh có phim Đổi cứu hổ sinh tử, vai diễn chỉ huy Mạch tại Điền đã giúp anh giành ngôi vị tỷ đế vào năm 2018 của đài TVB. Về cuộc sống cá nhân, Mã Đức Trung và người vợ Trương Tiểu Lan đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Anh biết Trương Tiểu Lan từ những năm học trung cấp 2 cùng nhau. Khi năm diễn viên trở thành cảnh sát có tài chính ở đỉnh, anh đã hỏi lời yêu cô và cả hai chính thức quen nhau. Tuy nhiên lúc này Tiểu Lan lại phải đi Úc du học. Vì muốn có tiền gọi điện thoại qua Úc nói chuyện, trong khi cước phí điện thoại đắt đỏ, Mã Đức Trung đã làm thêm nghề người mẫu. Sau khi Trường Tiểu Lan về nước, cả hai kết hôn vào năm 1993, chính cô là người ủng hộ anh làm diễn viên. Từ khi Mã Đức Trung nổi tiếng hạnh phúc hôn nhân của vợ chồng anh không còn bình yên, tính cách của nam tài tử cũng thay đổi, đào hoa hơn và hay có những mối quan hệ ngoài luồng. Năm 2006, anh vướng lùm xùm vụ ảnh nóng bị phát tán với một cô gái lạ khi cả hai đi du lịch Thái Lan cùng nhau. Cũng chính vì bê bối này mà TVB đã không trao cho anh thị đế năm 2006, dù anh có màn trình diễn xuất sắc qua Phủng Hoàng lâu. Trương Tiểu Lan dù đau lòng nhưng vì cả hai có với nhau cậu con trai nên cô đã tha thứ cho chồng. Trứng đào tận đấy, năm 2011, Mã Đức Trung vướng vào scandal lớn nhất của cuộc đời mình, khi anh và Trần Hảo Dân đã cùng bàn diễn là Trần Gia Hoàn đi uống rượu, rồi cả hai đã sàm sỡ cô. Trần Gia Hoàn đã lên tiếng tố cáo và khóc nức nở ở họp báo. Mã Đức Trung bị truyền thông và khán giả chửi rủa thậm tệ, anh phải mở họp báo xin lỗi và ở họp báo đó, Trương Tiểu Lan đã ngồi cạnh chồng mình, rồi vì con cái cô một lần nữa tha thứ cho chồng một tháng sau mã đức trung vẫn quen thói cũ đi ba uống say xỉn rồi sờ mó hai vũ công nữ vụ việc trước chưa xong lại đến chuyện này nam diễn viên tiếp tục xin lỗi những tưởng trương tiểu lan sẽ chịu hết nổi khi đã quá tàm bà bẩn vậy mà cô vẫn nhẫn nhịn mọi chuyện vẫn dùng tấm lòng vì tha để bỏ qua lỗi lầm cho chồng tấm lòng như bồ tát của vợ đã làm mã đức trung tỉnh ngộ anh từ bỏ rượu trẻ trở lại là một người đàn ông của gia đình quyết tâm là tấm gương tốt cho con trai noi theo hạnh phúc của gia đình anh đã trở lại nhờ vào sự kiên trì và vị tha của vợ anh Hai vợ chồng Mã Đức Trung có người con trai tên là Mã Tài Tương, năm nay 22 tuổi. Anh có ngoại hình và gương mặt điển trai, thừa hưởng những nét đẹp của cả cha và mẹ. Đặc biệt chiều cao 1m90 ngang với cha mình cũng là điểm thu hút chú ý. Hiện Mã Tài Tường là người mẫu và đã ký hợp đồng trở thành diễn viên cho một công ty quản lý.